anh đi. Không cởi được không anh? Thua phải cởi chứ, em ăn gian quá. Muốn anh cởi giùm không? Chuyện đó qua lâu rồi mà em. Với lại bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng mà. Nhưng mà sau lần đó em đã có thai. Em nói cái gì? Em có thai? Đúng vậy, em có thai với anh. Và con của mình được gần 5 tuổi rồi. Sao lúc đó không nói cho anh biết? Anh mấy nay sao anh cứ suy nghĩ ra láng chuyện gì hoài vậy? Không có gì đâu em. Anh đang lo chuyện của công ty thôi. Hai đứa mình là vợ chồng. Em á thì luôn ở sau ủng hộ anh. Có chuyện gì anh phải nói cho em biết, chứ đừng có giấu em hoài nha. Cảm ơn vợ yêu. Thôi, để em giúp anh xả stress nha. Thôi em, để bữa khác đi, hôm nay anh hơi mệt. Anh cứ ngồi yên đi, em làm hết cho anh, không phải mất tí sức nào đâu. Suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Em làm cái gì vậy? Đúng, anh suy nghĩ kỹ rồi. Đứa bé là con của anh nên anh phải có trách nhiệm. Đây là 1 tỷ anh đưa cho em, dưới một điều kiện: sau này em tránh xa nơi này ra. 1 tỷ anh nghĩ là đủ hả? Chứ em muốn bao nhiêu? 2 tỷ. 2 tỷ cũng được, nhưng mà bây giờ em cầm trước 1 tỷ đi, 1 tỷ còn lại anh đưa em sao? Nè, anh đi đâu vậy? Ở lại với em thêm xíu đi. Không có được, anh là người đã có gia đình rồi. Anh làm gì á mà anh sợ vợ dữ vậy? Còn đâu á, anh Long ngày xưa của em, đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ lấy mấy cô gái khác anh cũng có bản lĩnh rồi. Em biết á, anh làm rể nhà người ta cũng không có thoải mái gì. Hôm nay anh thử làm chính mình một bữa đi, em sẽ phục vụ cho anh. Dân à, em giữ lòng tự trọng đi. Em thôi đi, anh đã đưa em tiền rồi, em còn gọi làm gì nữa? Anh sao vậy? Sao anh cứ chê em hoài vậy? Ủa, em có gì không bằng vợ anh hả? Anh không có chê em, nhưng anh là người đã có gia đình rồi. Em muốn tiền chứ gì? Anh sẽ đưa em thêm 500 triệu nữa. Giờ em đi về quê, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà em vừa muốn có tiền, em vừa muốn có anh. Anh đã nói là không được. Nhưng mà anh nè, em không có kêu anh phải bỏ vợ anh đâu. Chỉ cần lâu lâu anh qua ngủ với em là được rồi. Em sẽ phục vụ anh. Anh được xíu, anh còn không chịu nữa. Không được. Nếu như mà anh không đồng ý, em sẽ nói cho gia đình vợ anh biết. Anh nghĩ coi, gia đình vợ anh là gia đình danh giá. Vợ anh có tha thứ cho anh, bố vợ anh có tha thứ cho anh không? Sau đó anh lại trở thành một thằng nghèo hèn, hố rách áo hờn, trắng tay như lúc trước. Vợ anh thương anh như vậy, anh không thể nào làm chuyện có lỗi với vợ anh được. Nếu như vì chuyện này vợ anh có biết được, anh cũng không hối hận. Anh thà là một thằng nghèo còn hơn là một thằng hèn.
anh. Nếu như ngày hôm nay anh mà bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ trách em nha. Tôi sẽ nói với vợ anh biết. Em không cần nói nữa đâu, tôi đã biết hết rồi. Đúng là em đã không chọn nhầm người mà. Anh xin lỗi. Em muốn xem thử anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Thật may là anh vẫn còn yêu thương em đó. Anh xin lỗi em nhiều lắm nhỉ. Còn cô nữa, tôi đã cho người điều tra. Đứa bé là con của cô với người khác, không phải là của anh Long. Tôi không ngờ cô có thể làm được cái chuyện như vậy. Không phải, không phải. Đó là con của em với anh đó. Nếu như á mà hai người không chịu trách nhiệm, tôi sẽ làm rùm bén lên á. Cô cứ làm đi. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Tội chiếm đoạt tài sản của cô hơn 2 tỷ, có phải đi tù đó. Cô hay á. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh.